Rồi, uh, chào các bạn. Thì với cái clip này thầy hướng dẫn tiếp tục cho các bạn cái cách mình sẽ uh, tạo một cái bảng product ha và mình sẽ uh, thêm uh, rò đất vào cái database. Thì trước tiên các bạn phải coi lại trong database của mình coi cái database đó có tồn tại hay chưa ha. Thì có thể là Sam, có thể là Laragan. Thì uh, nếu đã có database rồi thì các bạn uh, bắt đầu mình tiếp tục mình làm tiếp bài này thì tiếp theo bài trước thì đối với bài trước thì các bạn đã thực hiện được với cái ví dụ demo là s user s catalog s brand ha còn bây giờ thì chúng ta sẽ add một cái sản phẩm và có hình ảnh ở trong đó thì với bài tập này thì chúng ta với mục tiêu là mình thêm được sản phẩm vào database và mình load được dữ liệu từ database lên uh, layout website của mình thì với demo thì mình thực hiện với những dòng có HTML bình thường. Nhưng mà ví dụ như các bạn đã có thời gian rồi thì các bạn phải viết thêm HTML CSS để cho nó chỉnh chu tí xíu ha. Rồi thì bây giờ mình kiểm tra lại cái database của mình cái. Thì sau khi mình đăng nhập vào cái BB nếu mà các bạn chưa có database thì các bạn tạo một cái database mới. Cái này là bắt buộc các bạn ha. Khi mình chạy lại uh, cái database mà bằng migration thì các bạn phải có database mới hoặc là các bạn xóa hết những cái table trong database đó. Rồi, tôi chọn một cái uh, database. Rồi ok, đây là database trống ha. Rồi bắt đầu chúng ta thực hành. Đầu tiên thì các bạn uh, sẽ cài đặt một số cái uh, module uh, cần thiết. Ví dụ như uh, các bạn xem lại cái file config của mình á, cái file bí kíp di của mình á. Coi nó có những cái module này chưa? Ví dụ như là body box nếu mình có rồi thôi mình không cài nữa. OZ, Express, Munter, MySQL2 và uh, CLI ha. Thì với sáu cái này là mình đủ sử dụng rồi nè. Với Munter tức là mình sẽ làm việc với file ha. MySQL2 thì các bạn biết rồi một cái driver của MySQL rồi SQLite đấy là một cái thư viện một cái framework để chúng ta tương tác với database một cách dễ dàng hơn rồi sau đó thì mấy cái như là body pass tức là lấy thông tin từ cái form các bạn phải có thì mới lấy được ha ở Z thì đây là template rồi Express thì chắc chắn là mình phải có rồi rồi song song đó thì kèm với SQLite thì các bạn cài luôn cái phần là SQLite CLE thì đây là một cái civilize là hỗ trợ cho mình là à, tạo đôi bay từ những dòng kết rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện tiếp theo những cái hướng dẫn à, à, sau đó à, ví dụ như cái này mình đã cài rồi nè đó thì cái dòng lệnh này là dòng lệnh gì là dòng lệnh tạo ra một cái file json thì cái file json đó là nó à, định nghĩa cái database hiện tại của mình ha. Nếu các bạn có rồi thôi các bạn không cần chạy với cái dòng này. Đây. Khi chạy cái dòng lệnh đó thì nó sẽ ra được cái file này nè, nó tạo ra file config.json trong thư mục config. Thì đối với cái file này các bạn chỉ cần là vô đây thay đổi lại tên database thôi là ok ha. Rồi xong. Tiếp theo thì các bạn muốn tạo một cái database gì thì các bạn cứ tạo dòng code này và các bạn chỉ cần thay thế cái tên ngay chỗ này là ok ví dụ như tôi cần tạo một cái uh, các bạn muốn có cái file này thì các bạn vào phần uh, mô tả của video clip này để các bạn đo uh, mở cái file này lên ha để các bạn có bị cho nó nhanh rồi cái này là cái gì ạ à? cái này là một cái bảng mà mình muốn tạo ví dụ tôi muốn tạo cái bảng product đất ha rồi tôi sẽ chạy cái lệnh này cầm trên c ok không rồi tôi vô terminal tôi cầm trên v rồi tôi enter thì lúc này hệ thống sẽ phát sinh ra cho tôi một cái file là đó ở khúc trước là số ngẫu nhiên sau là chữ miration uh, uh, Product table đó ha .cs thì cái file này là file cấu hình của một table trong database đó nó gồm có hai trạng thái up và down với trạng thái up là khai báo các thuộc tính của uh, các cột của của table đó thì uh, ở đây thì các bạn có thể là copy từ cái miration uh, của cái bảng có sẵn để các bạn sửa lại là cũng được ok không sao hết ha rồi cái trạng thái thứ hai cái trạng thái đau là thường thường đó là uh, drop đau của cái bảng là ok ha tức là xóa bảng cái lệnh xóa bảng giống như cái ví dụ thôi nhưng mà các bạn nhớ là mình đang làm cái bảng nào thì các bạn uh, cho cái tên bảng sửa lại ha ví dụ như tôi đang làm đầu đất nè rồi ok ha rồi cái phần ở trên thì uh, tôi sẽ copy cái này và tôi sửa sơ lại. Ví dụ như nó có ID nè, nó có name nè, nhưng mà nó không có email ha. Nhưng mà hai cái trường là react và re update -add các bạn phải có. Rồi các bạn còn trên C. Rồi các bạn paste vào đây. À, làm rất từ từ các bạn để ý ha. À, các bạn copy luôn nguyên cái uh, away luôn chứ từ đây nè từ cái quay nè đó, hoặc là các bạn cứ đóng cái mũi tên này lại copy cho tiện còn trên C rồi qua đây các bạn bét qua đây rồi ok ha bây giờ mình edit là một số trường của thế bồ và thế bồ này thế bồ rồi đắt đấy rồi trong rồi đắt có gì các bạn ha ví dụ như tư duy về database của mình có cái gì đó thì mình làm ở đây y chang vậy ví dụ như là id nè name nè đương nhiên là mình có email ha mình số email ha rồi thay vào đó là mình có hình nè, mình có giá nè, đơn giản vậy thôi, từ từ tính tiếp. rồi hình nè, giá nè. đối với giá thì các bạn sẽ cái kiểu của mình là integer ha, integer. rồi right, rồi right, ok, hình là img ha, vẫn là string. rồi nếu như database mình, à, các cộng này bắt buộc nhập hết thì các bạn cứ là alo noon là phone alo noon là phone ha. còn nếu như ở nhờ, những trường hợp là không bắt buộc á, tức là nó có hay không có cũng được thì các bạn sửa chữ này lại thành chữ tru là ok. rồi bây giờ mặc định là mình có nem có email có giá là ok rồi ha. rồi id thì đương nhiên tự động tăng rồi. hai cái trường này bắt buộc các bạn phải có ha và các bạn nhớ là copy bi là cho chắc ăn để nó đừng có bị sai chính tả. nếu mà sai chính tả thì nó sẽ báo á. rồi bây giờ tôi có cái bảng product tôi đã có bản product tôi đã có bản user ha tôi đã có bản user thì bây giờ uh, tôi sẽ chạy cái lệnh Mirai để tôi tạo database cái database trống tôi đã có sẵn thì bây giờ tôi chỉ cần là chạy cái câu lệnh này là ok nè ha nbs, c trừ cli cách khoảng, db 2 chấm mirai rồi các bạn enter rồi khi các bạn chạy nếu mà không có lỗi gì hết thì uh, chắc chắn là uh, trong database chúng ta sẽ phát sinh ra hai cái bảng f 5 rồi lúc này các bạn thấy là có một cái bảng Product, có bảng user ha và đồng thời có một cái bảng là cqli uh, meta đây là những cái thông số uh, liên quan thôi rồi tiếp theo chúng ta có thể là chúng ta có thể làm một cái uh, trang là lót danh sách sản phẩm ha trong cái danh sách sản phẩm đó chúng ta có một cái bất tin hoặc là một cái đường link để chúng ta click vào thì nó ra được cái form thêm sản phẩm. Thì để làm được cái danh sách sản phẩm đó, thì các bạn phải uh, thực hiện ngay từ đầu, tức là uh, ngay trang index này nè, các bạn sẽ bổ sung thêm một cái router. Cái router đó là router nó trở về cái router của sản phẩm ha. Các bạn hình dung không? Thì tức là cái đường link của mình có thể là uh, suyệt product rồi. Thì nó sẽ chạy tới là cái router là product router. Đấy. Ha. Thì cái phần này thì các bạn cứ cho thêm một cái đường link đi. Đó. Cầm trên C, cầm trên V thôi. Rồi. Product thôi. Ok không? Thì cái này nó chạy ra được cái danh sách sản phẩm. Rồi. Cái router này á. Nó sẽ điều hướng tới cái product router. Thì product router này nó là một cái uh, biến, một cái đối tượng revive từ cái router product. rồi đắt ok thì bây giờ chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái router rồi đắt ha thì router rồi đắt thì nó cũng gần như giống các router khác ha thì một cái đối tượng nó có Thí dụ như nó có danh sách Nó có thêm, nó có sửa, nó có delete Nó có đầy đủ các uh, cái hành động Thì các bạn cứ uh, Làm tương tự thôi Rồi chúng ta mở cái router lên Chúng ta có thể lấy cái user này Chúng ta c-add lại cái router mới Đó là product Rồi đối với product thì các bạn phải Có một cái model product Đấy model product ha Rồi đối với model product đất này á thì các bạn sẽ tạo như thế nào thì một xíu mình sẽ tạo còn bây giờ mình tạo những cái uh, trường hợp mà cái product đất này uh, có thể uh, điều hướng được ví dụ như thứ nhất là cái form cái form thêm thì bên nãy tôi vừa tạo thêm một cái form là productform đất form .egs thì ở đây mình để là productform đất form .egs mình để là productform đất form ha Rồi, tôi ghi thường hết. Product form. Rồi, thêm sản phẩm mới. Đó. Tức là cái này là cái phái EZ. Cái này là cái title truyền qua bên cái uh, uh, form EZ ha. Rồi, đây là cái phần uh, router đầu tiên trong cái uh, product. Trong cái router product. Rồi. Thì uh, tiếp theo là cái phần là Post, tức là cái phần này là phần là lấy dữ liệu từ form và rồi mình insert vào database. Thì đối với cái product ấy, thì các bạn có thể là có name nè, có img nè, có giá nè. Các bạn chỉ cần thay thế thôi các bạn. Các bạn làm được một table thì những table khác các bạn làm tương tự như vậy. Các bạn chỉ cần là tập trung xíu. Rồi, các bạn chỉ cần copy. Cầm trên V. Rồi sau đó thì ở đây nè nó là một cái đối tượng mình vừa khai báo ở trên này nè các bạn đó ha thì với đối tượng mà khai báo một mô đồ như thế này thì các bạn sẽ có những cái ha, function như là create ha như là show on ví dụ như vậy file on chứ quên chứ không phải show on create tức là mình insert into á ha đối với bb mà thường thì insert into nhưng mà ở trong cái uh, framework CQLite uh, này uh, thì nó là ra rồi thì bây giờ uh, nếu mà uh, ở đây là tôi khai báo một cái new product rồi khi mà nó tạo một cái product mới thì nó cho mình một cái uh, uh, new product ha đối với một cái new product này nó bao gồm tất cả các thuộc tính uh, của một cái record mới nhất cho nên á uh, À, các bạn có thể sử dụng nó để các bạn truy xuất đến những cái ID, những cái name, những img, những cái file. Rồi sau khi mà add xong á, thì các bạn có thể là cho nó trở lại cái phần là trang rào đất ha. Thì này là mình để là rào đất nè. Đó. Thì sau khi add xong thì nó trở về trang danh sách còn không add được thì nó báo lỗi thì báo lỗi có thể là sai chính tả, có thể là sai tên cột ví dụ như vậy thì cái đó mình phải dò lại từ từ ha, rồi mình lóc dữ liệu từ từ chẳng hạn à, bây giờ mình trở lại cái phần model, mình chưa có tạo cái model ha, thì trong cái model này à, nó có những cái model như là mỗi một table nó tương ứng với một cái model chẳng hạn thì ở đây các bạn đã có cái model user rồi, thì bây giờ tương tự như vậy mình lấy cái file này mình sẽ add lại thành cái model product. Đó. Đối với model product đó thì các bạn cũng làm tương tự vậy thôi ha. Ở đây cũng là product. Đó, thì cái này cũng là product. Tức là nó define nó định nghĩa một cái product này nó sẽ bao gồm những cái gì thì các bạn có thể là uh, copy từ cái file migration này ha. Copy từ cái phần nem trở xuống cái đi là tự động tăng cho nên các bạn không cần rồi Ctrl c các bạn đem qua bên cái product đất của mình các bạn bét xuống đây rồi ok copy là không bao giờ sai còn nó sai thế sai giống nhau luôn Rồi sau khi mà product mình đã thành công, mình đã xong á. Cái này product luôn này các bạn. Rồi, okay. mình ép bọt ra rồi đất luôn. À, với cái phần router, mình kiểm tra sơ lại một xíu xíu. À, firm, thì cái này là rồi đất có rồi. ha thái thờ đưa vô ok thêm mới Rea thì cái form thêm mới này mình kiểm tra lại coi có ba cái nem này chưa ba cái input này chưa ha rồi tôi mở cái product form lên thì với product form thì cái title bay tôi sẽ cho hiển thị ở đây nè Đó. và hiển thị trên cái thái luôn cũng được rồi đối với hiển thị một cái biến trong cái uh, template ags thì các bạn là dấu nhỏ phần trăm phần trăm rồi các bạn bằng thế thôi bay à, bên router truyền qua cái gì thì mình echo cái đó ra đây ha với cái cú pháp này rồi sau đó thì các bạn sẽ định cái action của mình đó là cái gì ví dụ như action của mình là product, rồi đắt rồi ra đây là cái router cấp cha nè là ở ngoài cái index á đây ở ngoài index mình chuyển trang nó là cái uh, router gì thì các bạn sử dụng cái phần action này y chang như vậy Và cái thằng này là thằng con Tức là action tới cái Tới cái um, Rea đó Tức là thêm mới vô Rồi cái form này là form thêm Cho nên method nó là bot Rồi cái form này nó có hình ảnh Cho nên các bạn Thêm cái thuộc tính này cho cái form Ha NCTI Multipack Form Data Rồi tên sản phẩm là name Ok Giá sản phẩm Ok À, với sản phẩm thì mình không cần mô tả đâu, dù cái phần mô tả này luôn, rồi mình chỉ cần lấy cái email thôi, email thì mình là img, rồi img, rồi button, tay submit, rồi ok ha, add, Tức là thêm, thêm mới. Rồi mình quay lại cái phần thêm ha để mình kiểm tra coi cái cú pháp thêm nó ok chưa. Tức là trong router này để upload một cái hình lên cái thư mục uh, của mình á thì bây giờ các bạn sẽ có một số cái uh, một số cái uh, thiết lập như sau. Thứ nhất là các bạn phải uh, thiết lập một cái rewrite monter thì đây là một cái module mà các bạn đã cài đặt rồi ha các bạn bổ sung vô đây à, Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ coi thử coi Và các bạn cần một cái phần đường bát nữa Rồi sau đó thì các bạn thiết lập cái phần lưu thư mục lưu trữ hình ảnh thiết lập thư mục lưu trữ hình ảnh đã tức là mình có thể lấy hình ảnh bất kỳ ở đâu rồi sau mình lưu cái thư mục vào thư mục upload trên website của mình rồi à, với cái phần mà img thì các bạn phải lấy cái tên file như thế này Sau phần red body thì các bạn phải lấy cái tên file. file name, file.file file name. Cái input bình thường thì các bạn lấy bình thường nhưng mà đối với cái hình ha thì các bạn lại lấy khác. Các bạn phải là red.file.file file name. Rồi sau đó thì các bạn mới -A. rồi đối với cái hàm bot này thì với Express nó sẽ lắng nghe cho những cái những cái những cái input mà gửi từ cái form từ trình duyệt qua nhưng mà đối với file đối với hình ảnh thì nó nhận qua cái phương thức là upload và chấm single và cái phần file hay là hình ảnh đó nó có cái nem tên gì thì ở đây nó sẽ ưu tiên nó lấy cái đó nó upload lên và nó sẽ theo cái phần định nghĩa ở trên đây để nó lưu trữ file rồi tiếp theo thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn sẽ test thử coi nó sẽ vô database chưa ha. À, khi mà mình insert vô xong á, mình re vô xong á thì nó chuyển về cái trang danh sách. Rồi bây giờ mình quay qua cái trang danh sách. Cái trang danh sách tức là mình sẽ load thông tin từ cái database lên mà thôi. Clip nằm đây. mình tạo một cái uh, list, product list nằm đây ha, thì mình chỉ cần là list thôi, thì nó sẽ là lấy tất cả sản phẩm ra, rồi sau đó nó sẽ đưa cái danh sách sản phẩm này qua bên cái uh, template gs template gs nó là một cái html thôi, ha, thì product us bên cái wheel này nó sẽ hiển thị cái phần danh sách sản phẩm này lên là xong. Rồi, cái này là danh sách sản phẩm ha, product list. Rồi với đồ list này thì các bạn lấy đồ đắt. Rồi các bạn hiển thị lên. Ha. Item. Đó, phần tử các bạn cứ dùng chữ item là xong. Cho đỡ rối. Và mình có bị bát mình cũng đỡ sửa. Mình chỉ cần sửa cái phần là danh sách này thôi là xong nè. Đó, ok đó. Ha. Cái này mình không cần. Ok ha. Rồi, vậy là mình coi lại cái phần rau tơ một tí xíu về cái đồ đắt. Thì khi mà mình ép xong nè, thì mình hiển thị cái phần là đồ đắt list lên. Product đắt không, thì nó sẽ qua cái thằng này. Thì bây giờ mình đổi ngược lại. Đổi ngược lại. Thì cái này là mình new. Cái này là mình new, ha. Còn cái này là mình trống. New thể ra được cái form. Các bạn nhớ không? New thì ra cái form Còn trống thì ra danh sách Trống ra danh sách Để khi mà mình tạo mới xong Thì mình gọi cái phần này thôi Cái này là cái thằng router cha Router cha nằm ngay index nè Rồi ok ha Mình chạy thử đi Rồi uh, lỗi chỗ nào thì mình sửa Rồi Not Cách khoảng index. cs. Rồi, mình có rồi đất mình list vô rồi luôn. Rồi, mình coi coi nó báo cái gì. Đây. Nó báo là product list không có nằm trong database lớp 3, mình đã đổi rồi ha, mình đang làm database lớp 5 thì mình vô đây mình đổi lại lớp 5 nè. Đó. hiểu không? Rồi, mình chạy lại cái này thôi. Rồi. Vô rồi đặt. Đó. Ra đầu rắc list đây nè. Nghĩa là trong database mình có dữ liệu này sẽ show ra đây. Ha. Rồi trong cái danh sách này đó, thì các bạn thêm cái nút là add sản phẩm đi. Để nó mở cái form sản phẩm lên. Ha. Thì uh, ngay chỗ đó là. Đây. Thì mình thêm một cái menu add sản phẩm. Ví dụ như tôi thêm một cái đường dẫn là add sản phẩm. Thêm ở trên đây đi. Ví dụ như vậy. Thì a sản phẩm thì chúng ta là product sạc new ha product sạc new đó thì cái product này mình sạc đầu luôn nè rồi cái này là thêm mới đó thì bắt đầu mình f5 nè mình lấy thêm mới thêm mới sản phẩm hình như không rồi khi mình thêm mới á, thì các bạn sẽ là nhập đại vô đi. Rồi nhập đại vô. Nhập giá. Rồi. Nhập cái hình. Rồi thêm mới. Đó. Thì các bạn thấy là nó đã có dữ liệu rồi, nhưng mà mình chưa show cái hình ra thôi ha. Thì bây giờ mình coi thử trong đa, trong cái thư mục hình ảnh có có chưa? Đây có hình lên nè. Rất là dễ luôn á khi mình làm bằng à, À, nói GS mà bằng SQLite thì cái phần thêm à, sản phẩm vào database cực kỳ dễ Bây giờ mình chỉ cần fit lại cái phần show danh sách sản phẩm lên là ok ha. Coi cái IMG nó lên như thế nào Thì cái này là cái Y nè Thì bây giờ mình cho một cái uh, IMG vô chỗ này đi Ví dụ như vậy à, Tôi cho coi một thẻ IMG ở đây nè SRC bằng Đó bằng à, ví dụ như xuyệt, upload xuyệt, rồi tới cái này rồi đóng cái này lại đúng không a y mà g điên dễ sợ không ok mình chỉ cần lên layout lại là ok ha thì ở đây là mình sẽ là cách khoản mình còn cái đóng cái img nữa rồi mình cho cái quýt nhỏ lại là xong ha 100 mấy giờ cũng vậy rồi ok bắt đầu thêm mới nè mình show cái giá nữa là ok đó, thêm đó hình hiểu không thì các bạn chỉ cần làm thêm cái html cds thôi thì các bạn đã làm được cái phần là Uh, danh sách sản phẩm và thêm mới sản phẩm. Đó, cực kỳ dễ luôn. Ok ha, rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.